Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì mình đang cho mấy con chuột ăn. Em thể quay video mọi người cùng xem cho vui. Nay mình cho nó ăn lá gai này. Nó mình thấy là nó ăn rất là nhiều thứ lá cây. Lá gai này lá để dùng để làm bánh gai này, nhưng mà mình trồng bây giờ thì cũng không hay làm. Nó mọc ra rất là nhiều nên là thỉnh thoảng nó cắt cho nó ăn thôi. Đây là cỏ voi này. Đây. Mình cứ ra ngoài bờ vườn, bờ ao, cái loại nào nó ăn thì cắt thôi. Cỏ voi rồi là lá gai rồi là hoa xiến chi, nói chung là nó ăn rất là nhiều thứ. Tất nhiên là nó cũng không phải là thích lắm đâu, nhưng mà nó cũng ăn. Đây, đến đây. Đến đây mấy con này đang ăn cái này hoa xiến chi này. Đây là lá gai. Ăn lá gai là thuộc dòng thức ăn xa xỉ đấy mấy em ạ nhá. Lá gai này dùng để giã ra để làm bánh gai này, nguyên liệu làm bánh gai này. Đợt này nó lạnh nên là mình không mở mấy cái rèm này ra. Nó gió. Ăn rất là ngon lành. Nói chung là nó ăn cũng tương đối là nhiều đấy. Có mỗi cái là thức ăn thì cũng dễ kiếm, không kén. Nên cũng nuôi chơi được. Đấy thì mình cho chuột ăn, quay với video mọi người cùng yêu thích cái loài chuột lang nói chung cũng như là động vật nói chung cũng như là chuột lang nói riêng, thì ngắm cho nó vui thôi. Giờ thì mình xin dừng video đây, chúc mọi người sức khỏe và thành công nhá. Anh em chị em nào mà có đam mê thì đăng ký kênh, thỉnh thoảng giao lưu cho vui. Rất đáng yêu, đây là chuột lang Việt nhá. Rồi bây giờ thì xin chào mọi người, xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bây giờ mình phải dọn cái chuồng này cái đi đã, lâu nay lười cho nó ăn ngô này, bao nhiêu cái loại ngô ra đây rồi. Để đấy thỉnh thoảng cho nó không có thức ăn nó gặm cho nó đỡ buồn mồm thôi. Chào các bạn.